Xin chào mọi người. Bây giờ là đi làm vườn thôi nha mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Mọi người cùng ra đây làm vườn với bạn Petty đúng không? Có cơ hội nào cho bạn Petty không? Ví dụ như là hỏi bạn Petty là có khỏe không? Không. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi, học lớp mấy rồi? Petty học lớp 2 nè, Petty rất khỏe. Mà bạn tin Petty 7 tuổi nha. 7 tuổi mới học lớp 2. 7 tuổi học lớp 2 nha mọi người. Không, 7 tuổi học lớp 1 nè. Ok. Không. Ờ, bạn Petty học xuất sắc. Xuất sắc được 2 cái giấy khen luôn. Đó. Petty xuất sắc cho nên là Petty đi học sớm đấy. Là đây biển. Bên đây là bữa nay trường cho nghỉ nha mọi người. Đúng rồi, đây đây. Bên đây học online. Petty. Rất thích ăn cỏ luôn. Petty là thả ra miết vườn, thả miết quanh vườn. Thả ra ăn cỏ không ăn mà. Sướng. Không, để thả ra ăn cỏ không phải ăn cái gì đâu. À, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây này, nhìn đây này, nhìn Petty này mọi người. Petty mọi người đi lên đây, lên lại. Đây là đứng này. Đứng lên đây. Đó, bạn ơi. Ok. Rồi bây giờ là mọi người bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh nha. Để Discover Việt Nam TV sẽ chia sẻ nhiều video thú vị cạnh đồng quê, con người và thú vật cưng như thế này nữa. Sau đó những cái video sau á mọi người là có thêm bạn này nữa này. Đó, bạn cún trà sữa, bạn nữa bạn cún trà sữa. Bạn nào cũng yêu thương mình hết trơn. Đây. Quá thẳng cái mặt của bạn cún dễ thương đây này, này. Đó, bạn cún này cũng ưa vào, ưa làm video lắm, ưa chơi video lắm. Đó. Cành anh lắm mọi người, mà ôm một con mực nít thôi mà nó cành lắm. Đây rồi. Mọi người mà yêu thích động vật á thì cứ vào kênh của Discover Việt Nam TV, rồi mình sẽ làm nhiều video thú vị cho mọi người xem nha. À, bạn này cũng dễ thương lắm, bạn này bạn cũng chơi với mình cả ngày. Đó, bạn này bạn chơi với mình cả ngày cho nên là bạn thích thấy mình làm video là bạn nó tới mọi người. À, thích lắm. Bên nữa là Petty nè. Petty là đây không? Petty. Khóc rồi. Petty, lại đây. Petty, lại đây chơi này. Đây chơi. Để có trà sữa, có Petty luôn. Quay có vô Petty không? Quay vô Petty nè. Petty khóc Petty rồi. Qua đây chơi với bạn trà sữa. Chơi với trà sữa xí thôi nghe Petty. Ok rồi, hai bạn đi chơi đi. Hai bạn đi chơi đi, trà sữa. Chơi đi, đi đâu cái trời. Nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên. Giỏi lắm. Nhảy lên, nhảy lên lưng này. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Không thích nhảy lên. Nhảy lên xuống lưng rồi. Ok. Tưng tưng tưng. Đây, Petty nè. Petty là đây, Petty là đây, chơi với trà sữa, Petty. Nằm luôn. Trà sữa này. Trời ơi. Mình hào mập rồi. Trời ơi. Rồi, đứng dậy nha. Đứng dậy nhớp. Đứng dậy chào. Đứng dậy chào. Đứng dậy chào. Petty là chào, Petty. Đấy. Bye bye. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại nha mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ và